Em ơi. Dạ, dạ em đây, em đây. Thằng em có phải là Phong Đinh ở trên mạng chuyên đánh giày không anh? Dạ vâng đúng rồi, em ra Zalo đây ạ. Trên mạng là chú múa mép hơi nhiều. Anh cứ bình tĩnh, anh bình tĩnh anh nói. Anh nói cho chú biết nhá, con này nó là kỷ niệm với anh. Dạ. Anh em xương máu nhá, chú làm nào làm. Dạ. Chậm nhất là 20 ngày phải xong con bò này cho anh nhá. Dạ. Đừng để anh phải cáu, ok? Ủa đi em. Từ từ đấy. Bình thường chứ. Dạ em dùng xà phòng ạ. Dạ áo anh hơi nhiều bụi trần nhanh. Đi nhiều thì bụi, nói ít thôi. Đồ tốt không đấy? À dạ đồ tốt anh ạ. Tốt rồi sao đeo găng tay làm gì? Vâng em quên thì thói quen anh ạ. Dạ được chưa anh? Mùi thơm đấy. Lâu thế nhỉ? Anh cứ tưởng đơn giản. Mà thôi em bảo, anh cũng đợi tôi ở đây từ sáng. Ngày mai mình mới làm nhá. Cái gì? Quá đêm cơ? Thôi được rồi. Mày làm nốt đi. Có gì ngày mai quay lại. Dạ, được. Dạ. Làm sao để báo thật? Nhà còn bao nhiêu áo? Thế mà cái đòi nhanh luôn, nhanh. Báo thật. Ôi, đêm nay em ở đây nhá. Hút mùi hút ẩm đầy đủ ở giữa các anh hào nhá. Đấy, ngày mai về với chủ mày rồi nhá. One year. Ôi trời ơi. Biết mấy giờ rồi không? Ui, đã 9 rưỡi rồi. Thế con bò của anh đâu? Ồ, anh đợi, lấy bò. Bò này, bò. Bò của anh đây ạ, bò của anh này. Mềm mịn đấy nhá. Đâu sao? Đây không phải con bò đâu, đây là con bê, mềm mịn như này thì đâu phải con bò. Bò cho hay là của anh đấy, chứ không phải là bê mịn bụng gì đâu anh. Không phải bê tái chanh, tái lăm gì đâu. Đây của anh hết bao tiền? À, không, em làm tặng anh thôi. Cảm ơn chú nhá. Dạ, vâng, em mời anh ạ. Chú có con áo này có vẻ đẹp phết nhở? Van Sơn à? Dạ vâng ạ, Van Sơn ạ. Đồ siêu tầm của em ạ. Được phết đấy nhở? Dạ. Đây, hàng thử của em anh ạ. Anh xin nhá.